Chị Hoa Nguyễn là một luật sư có kinh nghiệm lâu năm chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Xem xét các giấy tờ mà đại diện trường quốc tế George Washington cung cấp, chị Hoa cho biết đây mới chỉ là thủ tục ban đầu để thành lập một doanh nghiệp có tên là George Washington International School Inc. Cái này chỉ vừa đủ để mở một công ty nhỏ mà mới bắt đầu thôi, cũng chưa có hoàn chỉnh. Phải còn nhiều nhiều cái giai đoạn nữa thì nó mới hoàn chỉnh thành một công ty. Đây chỉ là cái đòi hỏi đơn giản nhất. Tại khi làm theo những cái lĩnh vực chuyên môn thì nó lại đòi hỏi những cái môn bài chuyên môn, thì lúc bấy giờ nó mới có giá trị. Về lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà công ty này đăng ký là giáo dục đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, chị Hoa cho rằng điều này là không khả thi. Thông thường trường tư ở nước Mỹ này thì từ mẫu giáo đến lớp 8 thì nó chung một trường, và khi lên trung học thì nó lại hoàn toàn phải qua một cái trường khác. Nó không bao giờ cho giấy phép từ lớp 1 đến lớp 12. Về văn bản của Sở Giáo dục bang California mà người đại diện trường quốc tế George Washington đưa ra, chị Hoa cho rằng đây mới chỉ là thông báo ban đầu của cơ quan này, cho biết họ đã nhận được thông tin đăng ký thành lập một trường tư thục. Cái này nó chưa hoàn chỉnh, nó không gọi là cái tờ giấy chấp nhận của Sở Giáo dục. Nếu đúng ra là cái trường đó thì bắt đầu mình sẽ thấy những tờ giấy kế tiếp. Cái tờ giấy cuối cùng là phải có cái chữ nó gọi là credential, tiếng Việt mình gọi là được cấp phép mở trường, và học sinh học từ cái trường đó ra thì mới được những cái trường khác công nhận. Cũng theo luật sư Hoa Nguyễn, địa chỉ ghi trên giấy đăng ký kinh doanh của trường George Washington thực chất chỉ có giá trị là nơi giao dịch mà thôi. Theo xác minh của các phóng viên Đài truyền Việt Nam tại Mỹ mà Chuyển động 24 giờ đã đưa, thì ngay cả những người quản lý tại địa chỉ mà doanh nghiệp George Washington International School Inc. ghi trên giấy đăng ký kinh doanh của mình cũng không hề biết doanh nghiệp này là như thế nào hay người chủ của nó là ai. Cũng theo tìm hiểu của phóng viên Đài truyền Việt Nam tại Mỹ, từ năm 2010 cho đến nay, doanh nghiệp này đã từng đăng ký ở ít nhất 3 bang của Mỹ tại nhiều địa chỉ khác nhau, nhưng chưa bao giờ có một ngôi trường nào thực sự tồn tại ở những địa chỉ này. Để làm rõ hơn về những vấn đề này, xin mời quý vị chú ý theo dõi tiêu điểm của Chuyển động 24 giờ vào trưa ngày mai 11 giờ 15 phút trên VTV1.